Hey, 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 hey. xin chào tất cả các bạn thì video này các bạn xem sẽ không uổng một tí nào à, giúp cho các bạn có một kỹ năng hàng những con linh kiện chip nhỏ 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 như thế này nè ngoài ra là các bạn có thể à, chế cháo được rất là nhiều thứ như bộ nguồn sung mình có thể tăng lên để mình sạc bình ác quy khỏi phải mua à, những cái bộ ác quy đắt đỏ thì à, qua cái video này thì mình à, à, vừa làm 60 cục nguồn chỉnh lại cho khách hàng và từ đó mình cũng giới thiệu cho các bạn à, những cái kỹ năng ở đây là cái mạch linh kiện chip này các bạn thấy không những chip dán như thế này là các bạn thấy nè bên đây là à, linh kiện lớn thì những cái bo công sức á, à, những cái bo nguồn công suất thì nó cần phải những linh kiện lớn nhưng song song đó đòi hỏi phải có những cái linh kiện nhỏ để nó gọn gàng cái bo mạch hơn đây là phần hồi tiếp rất là quan trọng trong vụ nguồn sung thì hồi tiếp này đó nó sẽ À, nhằm so sánh điện áp để cho ra điện áp ổn định của chúng ta ở đầu ra để cung cấp cho các thiết bị thì các bạn nhìn thấy TL411 nó con ba chân nhỏ xíu đó đó và cái con ốc quang là hai con chủ yếu nhất mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây cái con tên là 411 thì nó gồm có cái cực g này nè các bạn à, nó sẽ chạy các bạn hãy dò trên bo mạch mình có cái cực g đó, nó sẽ chạy cái đường đi nữa nè và nó đi về nguồn dương nha qua điện trở một 002 có nghĩa là 10 kg đó về nguồn dương. Thì khi cái con điện trở này nè, à, 10 kg này là, nó qua nhiều hay ít ở điện cực G thì trong cái hình vẽ của tên là 41 nó cực G này, G anode và cathode thì các bạn nhìn thấy ngoài ra nó còn có nhiều hình dạng của tên là 411 nữa. À, các bạn hãy tham quan nha. Đó, nhiều cái hình dạng nó ba chân nè nằm ở bên này và ba chân nằm ở bên kia. Đó, và những cái tên là 411 này á À, các bạn nhìn thấy là pin một là cực r đấy ha pin à, hai là anode pin ba là cathode các bạn nhớ để ý cái sơ đồ ở trên mạng có rất là nhiều cái sơ đồ nó vẽ sai à, mình vẽ đây là chính xác hoàn toàn nha các bạn để ý nha rồi bây giờ mình muốn tăng mình dùng một con biến trở biến trở gồm có ba chân chân thứ nhất các bạn câu vào cái con điện trở 10 kg nè bên cực dương á à, chân thứ hai bạn nói lại với chân thứ ba à ba cái con điện trở này tháo bỏ thì lúc này các bạn có thể chỉnh được cái biến trở này Volt cao và volt thấp Để các bạn lấy được đầu ra của cái bộ nguồn xung mình để sạc bình à, Rồi các bạn có thể gắn thêm một cái von kế để biết được cái von kế của mình à, Cái cục nguồn sung của mình ra bao nhiêu để mình có thể sạc bình ác quy à, Sạc bình ác quy thì các bạn có thể lấy khoảng 13 won là ok rồi Thì đây là những cái kỹ năng lấy chip à, để hàng những con chip Ngoài ra các bạn có thể thay con điện trở này nè à, Cân chỉnh con điện trở này để các bạn lấy ra số volt bao nhiêu tùy thích thì con điện trở 10 kg thì các bạn có thể gắn 8 kg 2 9 kg à, các bạn gắn càng lớn ký thì cái nguồn của chúng ta ra càng lớn von à thí dụ như các bạn gắn điện trở 12 kg thì cái bộ nguồn của chúng ta ra có thể là 15 v hoặc là 18 v hoặc là 24 v khi các bạn gắn 15 kg đó đây là 60 cục nguồn của mình à, điều chỉnh để cho khách hàng để hạ von xuống thì mình gắn một con điện trở thì gắn một con điện trở 8 kg 2 là nó ra được khoảng 10 quân để đáp ứng cho cái nhu cầu mà chúng ta xài thì à, qua 6 chiếc cái 10 cái cục nguồn này nè à, 60 cái cục nguồn này là mình làm thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem đây là cái bộ những cái chấu ra và vô à, thì bây giờ mình bóc thử một cái nha đây là hai cái con MOSFET phép đó bây giờ à, mình sẽ câu điện 220 vào à, cắm điện 220 đầu tiên là đo cho các bạn biết là cục nguồn nguyên thủy của nó khi bán về thị trường đó là 12V 12V DC thì bây giờ mình đo thử cho các bạn xem nè à đo thử các bạn xem nha tất cả đều hoạt động tốt bởi vì nó mới mà dùng đồng hồ điện tử chính xác để chúng ta đo thấy nó là nó bao nhiêu để các bạn nhìn thấy nè 12V chuẩn 12V bây giờ mình muốn tăng V lên thì cái cực gờ của con tên là 431 á mình sẽ tăng điện trở lên thì nó sẽ tăng vò à, còn mình hạ điện trở xuống thì nó lại nó lại giảm vò qua bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm nha Đây là con điện trở 1002 có nghĩa là 100 có nghĩa là thêm hai số 0 nữa nghĩa là điện trở này 10kg và điện trở 10kg này từ cực dương ngõ ra của bộ nguồn sung cung cấp cho đi qua cái, cái, cái chỗ này nè mình thay bây giờ là tám k hai đó các bạn thấy không thay tám kg hai đó tám hai hai có nghĩa là bằng tám kg hai thì nó qua điện ít ở cực gờ à, thì nó sẽ à, nó sẽ tăng nguồn mình lên điều này thì các bạn sẽ được giải thích ở những video sau à và trước đó tôi cũng đã giải thích cho các bạn rồi bây giờ mình cắm thử nguồn vào nè rồi đo có bao nhiêu volt sau khi con điện trở 10 kg thì mình đo nó à, là 12V Còn bây giờ điện trở 8 kg 2 thì mình đo nó nhiêu 10V3 Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Cần cái vol này thấp lại Thì mình phải chỉnh như thế Ok không các bạn Quá ok luôn Tài hơi bị dơ Các bạn cũng thông cảm nha Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh hàng lọt 60 cục nguồn Thì bằng cách là mình mua à, Con điện trở 8 kg 2 mà dán này nè à, Chạy ra dược tảo ở dược tảo những cái con điện trở như thế này mua rất là khó nha các bạn các bạn hãy vào lô a à, lô a mà tầng chặt thì các bạn mua nha còn cách tháo và kỹ năng như thế này bấm đầu bên kia và bấm đầu bên đây dở nó lên là xong rồi bây giờ hàng đó à các bạn nhìn thấy kỹ rồi các bạn sẽ hàng có thể dùng nhíp à tùy theo các bạn luyện kỹ năng như thế nào nhưng mà hàng nó cũng rất là dễ ha giờ các bạn nhìn thấy những thao tác của mình làm thì các bạn có thể làm được nè các bạn nào làm được thì hãy cho một à, con số À, à, ở dưới phần bình luận đó, để cho mình biết được là các bạn đang làm được nha. Còn chưa được thì mình sẽ hướng dẫn những kỹ năng này nhiều hơn để cho các bạn biết được nha. Ôi mệt thiệt mệt luôn á. Sáu cho nguồn nguồn làm cả ngày luôn á. Rồi bây giờ à, những cái video như thế này thì các bạn thấy có hữu ích hay không? Mình sẽ tiếp tục mình làm hướng dẫn cho các bạn nhiều hơn nữa. À, còn các bạn nào mà thắc mắc gì thì hãy bình luận bên dưới. À, trong những buổi livestream thì mình sẽ trả lời những câu hỏi cho các bạn nữa nha. Và bây giờ thì mình làm đây. Bye bye các bạn, hẹn các bạn video sau.